chào cả nhà. Hai chồng đi thăm bãi rắn tiếp. Cái đầu tiên. Đi nào. Chỗ mất tiêu. Sao mất? Ai biết có nằm đó không? Trốn trong cái nè, rồi. Chết rồi. Được lên đường rồi. Chết rồi. Rồi lên đường rồi. Em chào cả nhà. Hôm qua hỏi mà cũng có đi thăm nữa. Thăm không có dính gì, dính được 2-3 con về không có đăng luôn. Giờ đi thăm thất quá. Thăm xa mà không có gì á. Thất quá thất. Mới vậy xa không có clip nên về là không có clip đăng luôn. Hôm nay đi vòng vòng nhà có gì không? Này khu này cũng gần nhà, khu này trên Thạnh Nhật. Cái đầu tiên trước. Cái thứ hai. Lắm. Không. Bị kiến không vậy? Hả? Ê nè. Dạ. Ê hỏi giảm. À. Đâu? Ờ hỏi giảm nhỏ. Nhỏ không? Con này nhỏ mà. Ừ dạ ngon. Cái này có dạng bự á anh. Có hỏi bị sảy à. Lần thêm thăm bị sảy á. Ừ. Sảy lần thứ hai dính con hành ba á. Giờ dính con hành dạng nhỏ nè. Cái này nhỏ mở bao ra. Ừ, cái thứ hai đừng dọn cái nhà dạ này chắc nửa ký chứ gì. Sao lại cũng nặng á. Rồi vô nó ói chuột, xiết chuột, ăn chuột ói luôn. Ừ nên nó ói vô nè anh. Chuột còn nguyên luôn á. Ừ nó ăn chuột ói. Ôi chuột ngay trừ á. Nó mới vô luôn nó ói chuột còn nguyên không. Mới đi ăn trưa hả? Cái mỏ nó mới chát không nè. Ừ. Rồi, rồi. Ra. Ngon lành. Nghe này bắt con này nguy hiểm á, con này nó táp lắm. Hả? Con này nó táp lắm, con này dữ anh. Này mới vô mà nó còn mới. Đó, nó táp đó. Con này cái sáo lại nó. Ôi chuột cây trừ luôn. Ôi nó xiết, ôi nó xiết cái ngắt luôn. Xiết gì không sao, xiết gì đâu có sợ sảy đâu. Mới vô đầu mới chát luôn. Ôi nó gồng, nó lồng gồng lên nè. Nó không chưa ra nó gồng lên cái ngắt nè. Ừ rồi thôi. Cày da tóc dài à. Con này dữ nè. Này nó mổ lắm cả nhà. Này vàng vàng. Nó. Nó táo được không? Đó. Con này nó không dữ nè. Ừ cầm cái đó đó. Ừ. Ngon lành. Cái này nửa ký á, nửa 5 lạng, 6 lạng. Con này 6 lạng. Dạ. Yeah. Thì ngon rồi. Rồi bỏ vô. Nó. Nè. Nó chuột ngay trừ luôn nè. Dục. Rồi. Cái lưới đó hả? Ừ. Lưới này cho nó hên thôi. Hôm nay đừng tới lưới kia. Xui quá đi thăm không có gì hết trơn. Này sao bạn? Hảo ai chồng em đi xa mà không có gì á, không qua có clip. Qua đang mang 2 chiến không có gì. Không có được 2-3 con à. Không có rắn, không có clip cho cả nhà xem luôn. Buồn cái sợ luôn. Dạ. Cái tiền được con ấy, cái thứ hai chứ. Cái tiền trước. Nửa ký á. Ngon lành. Ở đây có dặn bự quá anh. Nó bị sảy mà. Sảy em nghĩ dặn con rắn bự lắm á. Đặt lại. Đây con cái. Dạ. Duy nhất bây giờ yên luôn. Ê, nặng lắm. Con gì vậy? Con ngựa quá.
Có ngựa. Có ngựa. Ủa ngựa trời ba luôn. Bự. Ngựa chằng khe luôn, mới chát luôn. Có con dền nãy. Đây này ngon à. Ba cái phải không? Ba cái. Ba cái với được hai con. Có con dền nãy. Lắm. Cháu này hả mấy chuyến trước dính con dền bự. Cái rồi cái này dính. Ừ. Hai con. Hai con. Con ngựa hàm. Ôi kẹt đầu luôn, kẹt đầu. Ôi, luôn rồi. Kẹt đầu kìa. Trời ơi. Cái lưới này hả bự mà. Lưới này con hai mà. Đi lại bắt không em? Hai con nhỏ xíu. Hàm nó vô ăn không được nè. Ngựa đi ngang thấy vô ăn. Bởi vậy lưới quan hai này vậy đó, mấy đứa nhỏ cả. Lưới này hẳm dính con hổ dện chà bá luôn rồi, để đặt luôn rồi cả nhà. Giờ vô gió nhỏ xíu cạt đảo trời. Đó ra ra đó. Cầm đó. Ờ cắn nhầm cái đuôi luôn. Rồi cái đuôi. Thế rồi, vô ăn được cắn nhầm đuôi. Ê bắt con ngựa đi, cầm cho. Con ngựa thiệt thật. Ngựa nhỏ không à. Họ hành nhỏ mà họ ngựa cũng nhỏ nữa. Ôi vô cắn cái đuôi của hành. Nhừ cái đuôi luôn anh. Ừ, vô ăn được á. Rồi, vô cắn cái đuôi nhỏ nè. Ngựa, ngựa vô. Ở đây đó. Dạ. Con giờ nó khè ghê. Đền bự ngon quá, đền nhỏ quá, đền 6 lạng à, cũng ngon chứ, nãy giờ thăm mấy cái. Mất hết cái, mất hết cái. 4 cái, mất cái, 5 cái chứ. 5 cái mà dính được ngựa này xỉu rồi nè. Xỉu hả? Tỉnh này, tôi xỉu chứ. Chả chết đấy. Cầm đi bắt con này nữa. Hả? Con này đây. Nữa. Dạ. Yeah. Bắt cho, bắt em đi. Bắt cho. Bắt đi. Đây. Con này bự nè. Ừ. Con này bự nè. Chuẩn bị nó khóc. Chụp anh, chuẩn bị nó ra phóng. Chụp nha. Mở bao ra rút cái sắt đâu đi. Ủa, ừ. Nó tát ơi nó ngựa bự. Ừ, nó quặp cái dùng ngựa ngựa cái thải dày được ngon. Ê ê ê dữ ghê luôn á, lẹ ghê luôn. Mới vừa mới chát luôn, trời nắng đi nè. Nắng đi ăn. Cắn chị hết kìa. Thôi không có bự á. Dần luôn. 6 lạng. Cỡ cũng. Mập lúc luôn anh. Cỡ con dện á. Ngon. Thôi. Mập lúc luôn. Nó rộng cái chừng dện ra. Rồi. Đó. Ngon. Cái lý này cả nhà. Hai ngựa dện không ngựa ký mấy rồi. Có đựng hành nhỏ. Ký mấy vậy đó. Ngon ta. Không có mấy cái à. Còn phải nhiều lắm. Đây, rút cái này ra luôn. Rút ra đặt cho khác. Rồi mất tiêu nữa rồi. Ừ, luôn luôn 7 năm nè. Mất nữa rồi. Còn đâu nữa rút. Hay quá. Thiệt tình, rút lẹ hơn mình á. Tính đi rút, bây giờ mấy ông rút trước nữa rồi. Đi. Hay quá. Tính đi rút bây giờ cho khác mà mấy ông rút trước mình. Bài quá. Nó. Wow.
nặng hả? Nặng được rồi. Ơi anh nè, ơi ngon. Trời ơi còn gì nhất không? Đồ tảo luôn em, đồ nhất luôn em. Để đặt lại kia bác khổ đi. Đi đặt lại coi. Thôi bắt luôn đi. Bắt luôn đi. Đó hồi đợi kia mình nhé. Bắt luôn đi. Đó. Trời ơi nó bóng. Trời ơi nó chiếu nè cả nhà. Nó là nắng nó chiếu đẹp nha. Nắng chiếu đẹp em. Mẹ vừa nhất quá. Dạ. Ừ. Nhưng không nổi quá, bốn lạng à. Không nhất à. Bốn lạng. Ô gì cũng ngon rồi. Nãy giờ gì cũng ngon rồi. Ngon lành. Rồi, đầy phân. Ngon. Trời ơi, ôi mập ghê luôn á. Bút luôn. Nhất con gì nhất của em ơi. Nó nướng à. Rồi. Chuột ăn hết lúa luôn. Trời, nhất ngày gì cũng mới vô. Vô. Vô, nhìn sao vô, nó ở vô vô đó. Thu mới hơn ta. Trời ơi, phân kìa quá. Mà không cũng thu mới này nè, mà hai chồng em đi qua Long An có được hai con à. Hai con. Về đâu có làm clip cho cả nhà xem được. Cái này chắc rút luôn quá. Rút luôn qua mé kinh bên kia rồi. Không chí, ông chú, ông chỉ. Bạn con rắn da lọc bự lắm. Hả? Cái rút chi dính nè. Không. Trời. Hả là nữa chứ. Mà nhỏ. Xíu không? Ông chú nói bạn có ông cắt cỏ nó có lớp da lọc bự lắm. Giờ mình vợ bạn. Rút cái này đi mình vợ bạn. Thành nó xíu. Nha. Ủa hai con hả? Rồi hai con. Nè, con này nó nhỏ hơn con này. Vô hai con luôn trời. Thấy không? Trời. Ngon lành. Trời hai con nữa cả nhà. Vô. Rồi, em hai con đứng luôn. Nè hai cái đầu nè. Hai con ký à. Hai con cỡ à. Hai con nhỏ. Cầm nó nhỏ xìu à. Một con. Trời ơi lạng. Trời ơi lạng rưỡi. Đổ hết luôn đi. Ê, tại lẹ lắm á. Con này bự hơn con đó nè. Con này lạng 8. Con lạng rưỡi, con lạng 8. Hai con không được 3 lạng, hai con được 2 lạng rưỡi à. 2 lạng 8. 2 lạng 3. Nó bự 3, hồi chửi giờ. Lạng 8, rưỡi, 3, 7, 3. Đó, đừng dạ, 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 dạ. Vô. Ê. Rút cái này dài đắng bà kinh mình nhét hai cái đi. Cái này quên luôn, cái này với cái thằng kia quên luôn, không giờ mình quên luôn. Đây vô còn kìa. Trời ơi tưởng mất chứ quên luôn, chắc rút đi luôn quá này, rút đi luôn đi. Ê. Hả? Ủa anh cho bá luôn nè. Ủa cái này lâu lắm mà mình quên luôn á. Ủa này vô dính nè. Còn kia cái nè, bên cái gò cao đó. Bên này cái kia rồi rút cái nó dính được. Ta dính đó, cái này rút cái cũng dính. Giờ đặt lại người ta, hồi lâu rồi, có lâu dữ lắm rồi đó. Rút vào luôn nha. Rồi khỏi đi. Bót quá. Nhắc hả? Chúng được. Em bắt ra cho cả nhà xem. Bắt đi. Rồi một cục luôn bít, không nhìn thấy bên kia luôn. Nặng lắm á. Không thấy luôn á. Thôi ngon lành rồi, bữa nay ngon lành rồi. Ừ đã. Còn cái nữa, qua bển dính không? Lâu lắm hai này quên luôn. Đi thăm mà quên luôn à. Trời nó lên mạ, lên mọc ở đây kìa. Lâu rồi, bỏ lâu rồi mà. Đó, đó. Ôi, trời ơi. Ôi nó mập ú ù luôn cả. Con này 60 lạng mà anh.
mệt lắm á. Đã chưa? Hôm nay chắc 6 lạng, 7 lạng, 6 lạng, 6 lần mấy quá. 6 lần mấy á. Mập lên luôn á. Rút luôn. Ừ, đã. Ơi ơi. Ơi, này cái nhà đã chưa? Ngon lành. Đã không? Đã thiệt chứ. Tỏ luôn á. Ngon. Kiều không lại nó. Nó bò kiều không lại nó rồi. Rồi đã. Đi. Bỏ vô. Rồi bà thăm cái kia coi. Nôn quá, lâu quá rồi không vô à. Quả dính vậy giống vậy đi. Ngon lành. Rồi cái này bỏ lâu luôn á. Rắn nó khô luôn nè. Sữa da nó sần 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 luôn rồi. Ừ, lâu luôn, khô rắn luôn. Vô vô để vô. Rửa ra. Vô. Rồi bữa nay. Bữa nay hai chồng em vậy là trúng rồi đó nha. Dữ rồi đó. Về là thấy ngon rồi đó. Thì sao ta để hay rút ra? Đi qua bản này, bản này dính cái em để lại luôn. Rồi cái này cái xong rồi cả nhà ơi. Mất chắc luôn. 100% là mất luôn. Đã đặt ngay gốc cây, đã chặt cây nè. Xong luôn rồi. Xong thiệt luôn rồi. Không. Nè, lúa còn nè. Thua. Xong thiệt. Mấy nhỏ hồi nãy nó chạy theo, nó hỏi. Thấy mình cầm cái máy quay này, nó chạy theo hỏi. Hỏi chú làm YouTube hả? Hỏi kênh cái chú tên gì? Mấy nhỏ tụi vậy mấy nhỏ. Hỏi kênh chú tên gì? Nếu con về con bảo con coi. Làm cái lại có không? Là cá, đây có cây là cá. Rồi nó bơm bơm. Để. Ây da, cầm máy em. Thăm thử cái loài cá coi có cá không cái nhà. Phải đi ngang đi sẵn ghé thăm đi. Bự không? Bự lắm. Lắm hả? Con cá cứng. Con cá cứng. Đắt không? Ai? Không, con cá cứng. Con cá cứng cứng. Cá cứng hay cả nhà? Về cô tiêu. Này cá cứng chứ không được cá lóc đâu. Hồi tối hai chồng em cũng có đi cắm câu nữa. Không có con cá nào. Không có cá là cũng không có clip luôn. Hai cái rô con cá cứng, con cá sạch. Cái rô mập mập ú luôn á. Rô mập lúc luôn. Cái rô trứng không ạ? Mập con cá rô. Mấy kỳ giá thầm có lắm á. Ôi hai cái rô đó. Hai cái rô đã lứa nè. Hai cái rô trứng không? Bỏ vô sách luôn hả? Bỏ sách luôn, về mận có tiêu. Bỏ sách đang truyền mận luôn. Rộng cũng chết hết. Kênh của chú tên gì vậy? Mình về con coi. Cái mình dặn nó nhớ về coi cái đăng ký nha, nó giả. Hai chồng còn ba cái nữa hết rồi nha. Ba cái chắc rút luôn á. Rút giờ rồi điểm khác. Điểm này mất quá mất. Hả? Ừ. Điểm này mất nhiều quá. Rút giờ chỗ khác đi. Ê. Hả? Trời ơi đâu. Ê, bự. Nè, cái đó nằm nè. Giờ rút người ta. Ôi, nằm một cục luôn. Giờ điểm mới không? Dính vậy sao dời ta? Để mất nữa. Mình dời hai cái, chừa cái này, chừa lại cái đi. Đi, còn cái nữa, không đi đi.
khu này khu cũng khu rắn độc nè. Sao dính được ba con cái giờ im luôn. Ba con cái giờ im luôn. Im hơi lặng tiếng luôn. Dính nè. Hả? Có hành nữa nè. Gì nữa hả? Có hành nhỏ xíu. Thì rút đi vô dính không vậy? Hành chút xíu. Thợ hành có một chí trẻ qua. Để bắt luôn. Dính rắn là rút ổn mà để thì mất. Đây mất nhiều lắm. Mất nhiều lắm rồi đó. Trời ơi, này cả nhà ăn này, nghe vô mắm. Mở màn con dợn cái ngon ngon liền thấy không? Con dợn với con ngựa bự cái ngon liền. Ôi, con này bự hả anh? Hả? Con này bự á. Bự không? Con này được nhất không? Con này được nhất á. À, bự mà. Đã không? Ừ, nhất. Cái bụng này đã không? Ngon lành. Con này mà nướng một cái. Cái bụng đã. Cầm luôn đi, em bắt con này. Cầm bự sao cầm? Bự cầm nó không chịu. Cầm không hết tay nó không chịu rồi chứ. Nhỏ nhỏ cầm được. Bên hai chồng em trúng cả nhà ơi. Vô. Vô. Ngon lành. Đó, giờ cầm tôi lưới cầm được nè. Trời ơi. Này có 3 kg em. Này trúng rồi. Về đồng nhà ngon hả? Ba lông con này làm như không có đầm ra. Nhẹ, nhẹ hơn cái bẫy nữa. Còn cái nữa. Này rắn mini. Còn cái dính còn dợn 1.5 kg. Trời ơi con rắn. Rắn nó nhỏ nhìn không thấy luôn. Ê, nó lẹ lắm. Nó phóng ra ghê không? Xử lý xong rồi thăm cái nữa, hai chồng tổng kết luôn. Lúc bây giờ qua bên kia, qua cây gió bỏ nó. Úi da. Dính. Hả? Dính. Dốc. Dính chuột. Dính chuột. Trời ơi, còn chuột luôn. Nó dính. Nó bây giờ qua cây gió đó. Đi. Ra tổng kết. Ngon lành rồi. Đây trống nè em. Còn chuột. Rác không anh? Cái đó rác không? Để đi, ngồi bán đặt. Trời ơi nè, trúng mánh ở cả nhà. Ngon lạnh. Giờ mới đạp cái gai xì. Ôi máu luôn. Cái máu rồi. Đạp cái cỏ đó. Cỏ nhỏ. Cần thử không? Lắm. 3 kg. 3.5 kg. Hả? 3.5 kg. Chứ gì vậy? Trời ơi, dữ vậy? Dạ. 3.7 kg, 3.6 kg, 50 kg. Vậy còn 3... Túi này đâu có bao nhiêu? 3.5 kg, 50 kg. 3.7 kg, 50 kg hả? 3.6 kg, 50 kg. Còn 3.5 kg, 50 kg. Dữ ta. À, trúng mánh rồi. Ngon lành. Đã không cả nhà? Wow. Hả? Đã chưa? Đã. Hồi trúng. Hai lành. Chồng em trúng rồi. Nay đi đồng nhà mà trúng. Bữa đi Long An thua này nè. Đó luôn. Ây dạ, ây dạ. Ồ. Nè, có mấy con bự bự nè. Này rắn bự bự. Bự nhiều. Rồi, rồi về. Em chào tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà luôn. Hẹn cả nhà ngày mai.